Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình gặp phá cái đầu tiên nha. Let's go. Sirenia and Cut the Cards. Let's go. Ô cứu thương, mình sẽ chữa cho anh chàng này. Anh ta cần một loài chuối, quả chuối. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình lại lên trên tầng. Ở trên đây thì sẽ có một cánh cửa bị khóa bằng chìa khóa màu đỏ. Mở ra xem bên trong có gì không. Một chiếc blue cây. Let's go. Thế mình sẽ đưa dụng cụ lại cho anh chàng kia. Xem anh ta sẽ làm gì. Cái này thiếu mất một dụng cụ. Ok. Đó các bạn cứ đi tìm. Sau đó thì sẽ mở hết những cánh cửa ra. Let's go. Thank you.
các bạn sẽ đi tìm kiếm một chiếc chìa khóa màu vàng. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game thứ hai, Scary Teacher bắt đây. Let's go. Let's go. Miss T is here. Nó bắt được rất là nhiều con rơi rồi. Rồi, mình sẽ bê cái này. Và bây giờ mình sẽ chờ kết quả của bà ta thôi. Bây giờ thì mình sẽ sang game thứ ba, Big Guy, Chapter 1. Let's go. Flying. Ok, mình sẽ mở cánh cửa này ra. Ồ, bà ta đang ở đây. Chạy nhanh, ok.
Bây giờ mình sẽ chờ bà ta lên trên, lúc đó thì mình sẽ nhảy xuống dưới luôn. Rồi. Một chiếc khóa rocker. Okay. Oh my gosh. Oh my gosh. Không thể nào chạy được. Của đấy mình hơi chậm một chút. Nếu không thì sẽ thoát ra rồi. So, ok, bây giờ thì mình sẽ sang tiền thứ tư. See you in here. Horror forest game. Let's go. Rồi mình sẽ chạy đến điểm của cái này. Trong ngôi nhà mình lên trên tầng rồi. Level 3. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới gần thứ 5. Let's go. Ui xời, bà ta chơi chị đã xuất hiện rồi. Oh my gosh, oh my gosh. Rush guy. Like.
Oh my gosh, ông ta đi nhanh nhanh thật. Oh my gosh, đang lấy cái món đồ kia. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh tiếp theo. See you in here. Cái 2 sẽ là cái 1 đi. Let's go. Ở đây thì mình sẽ đi thu thập. Cái này giống như Carrie Brandy. Trong này có người. Bắt luôn. Họ đi đường kia cơ. Let's go, let's go. Đây rất là đông. Ok, các bạn có thể chơi 3 thứ. Rồi, mình sẽ vào start game. Hoặc là các bạn có thể update Assassin cho các bạn khỏe lên. Ok, let's go. Oh my gosh. Update lên nào. Speed 10. Vẫn chưa đủ tiền. Ok. Wow. Tiêu tiền đánh trang này. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Book 2 chapter 1. Let's go. Ở đây thì cần một chiếc kéo. Breaker. Orange.
chưa lâu. Wow, trong này chẳng đã không có gì. Không có gì trong này luôn. Ok, sau đó thì mình sẽ đi tìm tiếp. Hello. Không có chỗ chui ở đây. Cái này thì cần một chiếc chìa khóa màu tím này. Ở trong này thì chắc chắn là sẽ có một món đồ. Các bạn phải đi tìm hiểu hết khu xung quanh, xem những cái gì rồi các bạn nhớ lại và lấy những món đồ cần thiết để mở tất cả những cánh cửa ra và tìm cách để tẩu thoát khỏi nơi này. Và tựa game này thì cho các bạn 9 phút và các bạn cố gắng phải thật nhanh. Ở trên này còn một chiếc chìa khóa nữa, đó là chiếc chìa khóa màu xanh lam. Blue key. Trong này có một chiếc chìa khóa màu xanh lá cây luôn. Xanh lá cây chỗ nào nhỉ?
rất là ngoằn ngoèo. Đây, và cần chiếc chìa khóa màu vàng. Mình sẽ mở cái đó ra xem là cái gì bên trong. Đây, một chiếc tu vít. Và các bạn dùng chiếc tu vít đó để mở cánh cửa bên kia. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. SCP Sirenia. Let's go. Sóng rất là kinh luôn. Mình sẽ gửi cho ông ta đi ra ngoài đây xem thế nào. Đây, một người đã bị mất. Oh my god. Wow. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.